Xin chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Đây là video clip mà em sẽ chia sẻ với các chị về cái tử vi của năm Canh Tý năm 2020 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm 2020 đối với tuổi của các chị. Một trong những cái tuổi mà vẫn còn nằm trong phải chịu tâm tai đó là Tỵ Dậu Sửu. Ba tuổi mà phải nói là ba cái con giáp địa chi thuộc tâm tài thì thường á thì người ta nói Tỵ Dậu Sửu thì năm đầu tiên là của người tuổi Tỵ, năm thứ ở giữa là của người tuổi Dậu và năm cuối cùng của người tuổi Sửu. Tuy nhiên là cái năm Kỷ Hợi 2019 vừa rồi, tức là năm đầu của tâm tài đối với các chị á, thì nó cũng không có nhẹ nhàng gì. Vì sao? Vì các chị là ngoài cái việc là vào năm tâm tài thì còn bị cái chữ kỷ của năm nó khắc chữ quý, rồi là năm không tốt đẹp lắm về cái bổn mạng vận thế các ngôi sao, cho nên là tính ra là tới giờ phút này thì người Quý Sửu cũng chả có sung sướng gì ở trong cái năm Kỷ Hợi 2019, tức là năm tam tai năm đầu. Thường thì nó sẽ nặng cho người tuổi Tỵ, nếu đúng là nó nặng cho người tuổi Tỵ, nhưng mà xui cái là năm thì là năm tam tai nhưng mà chữ kỷ nó lại khắc chữ quý, công việc khó khăn, làm ăn rồi cũng chả đâu vào đâu. Tới giờ phút này của người tuổi Sửu thì có thể nói tổng kết là năm 2019 là một năm thất bại chứ không phải năm có gì thành công, với nhiều sự buồn phiền. Người ta nói là nam nhâm nữ quý, nữ thì nào quý nào thì cũng thấy sướng, nhưng mà Quý Dậu Quý Sửu thì không thấy sướng. Quý Dậu thì cũng cực thân, Quý Sửu thì cũng cực thân như là các cái tuổi khác thôi chứ không phải tốt đẹp như tuổi quý. Nhưng được một cái chữ quý của Quý Sửu thì khá là đẹp mã, thuộc dạng là một cái người có thể nói là cực thân nhưng mà không quá lo nghĩ tới cái việc mà cơm áo gạo tiền. Cũng là thí dụ như là người nhâm tí mà nữ mạng á, thì phải lo chật vật cơm áo gạo tiền, nhưng mà Quý Sửu thì đỡ một chút, tuy là khổ nhưng mà nha, cũng là có thể là người đã không có tiền, sống thuộc dạng nghèo khổ nhưng mà cái thân nhìn rất là nhàn nhã. Cái đó là cái điều hay của người Quý Sửu. Người nắm chữ quý nữ mạng thì trở lại với cái vấn đề chính của hôm nay đi, thì là cái video này thì mình sẽ nói với các chị về cái vận hạn, cái tử vi của năm Canh Tý 2020, năm tam tài năm giữa của các chị. Nói sơ để các chị mừng rằng tuy là năm tam tai, năm giữa, thì nhưng mà sao mạng vận thế, tất cả mọi thứ phúc tinh đại tinh trong cái sao cái hạn cái tử vi của chị, các chị là tốt đẹp. Có thể nói là các chị thuộc dạng trên trung bình, phải là 7-8 điểm luôn đó, em có thể nói như vậy. Thì bây giờ đi vào chi tiết để mà mình sẽ xem coi là nó được tốt như cả nào, có ngon lành hơn là cái năm đầu này hay không, năm tam tai năm đầu này hay không. Thì đầu tiên xem tử vi cho những người tuổi Quý Sửu ở trong cái năm 2020 nữ mạng, thì là năm nay là các chị được tính tuổi âm là 48 tuổi. Những người mà nữ sinh vào ngày 15 tháng 2 năm 1973 cho đến ngày 2 tháng 2 năm 1974 là những người thuộc cái mệnh Quý Sửu. Sự chi phối của cái tử vi tuổi Quý Sửu, mạng là tan đối mộc gỗ cây dâu đó. Tướng tinh thì là xương con chuột nhưng mà tướng tinh con heo, người tuổi Sửu nhưng mà xương con chuột, cho nên là cũng không có phải là người quá cố chấp, mà là cái người cũng là dễ thích nghi ha, chứ không phải là cố chấp. Rồi như vậy xét về năm Canh Tý thì năm là năm mộc, Canh Tý là mộc mà, thì Canh Tý là thổ, người thì mạng mộc, như vậy là xét về bổn mạng đó là mộc sẽ khắc thổ, gọi là bản mệnh khắc năm, sức khỏe bổn mạng không được ok cho lắm, cần cẩn thận. Hãy nhớ rằng đây là năm tam tai, có thể là năm nay nó sẽ tốt đẹp về công việc, về gia đạo, nhưng mà bổn mạng thì cẩn thận ha, vì năm tam tai thì nó có các như là tai nạn nè, tai ương và tai tiết, đó là ba cái
tai, cho nên là có thân tam tai, thì 3 năm này nó sẽ gặp một trong những cái trường hợp này. Năm Kỷ Hợi 2019 thì các chị thì phần đông nặng về cái việc kinh tế, tức là tiền tài, sợ rằng ở năm này là tài tiếng và là tai nạn, một trong những cái còn lại nó sẽ đến với mình. Rồi, sao chủ của năm là một ngôi sao rất là tốt, đó là sao Mộc Đức. Nhiều người đó là Mộc Đức mặc sức mà ăn ha, cho những người mệnh Mộc và người mệnh Hỏa. Đó là điều rất là tốt đẹp. Đây là một cái phúc tinh mang hành Mộc, rất tốt cho những cái người mệnh Mộc và mệnh Hỏa. Nữ mạng mà có sao Mộc Đức chiếu mệnh thì mọi sự người ta nói an vui tốt lành, gặp may mắn về nhiều mặt, mà tốt nhất vẫn là cái việc công việc tạo lập. Đối với cái người tuổi Sửu thì cái sao Mộc Đức này tác dụng tốt nhất là vào cái tháng 8 âm lịch, tháng 8 và tháng 11 của âm lịch là nó sẽ rất là tốt đẹp cho cái người tuổi này ha, là hai tháng tốt nhất. Nhưng mà cái sao Mộc Đức này là nó hành mộc mà nó đùng cùng với hàng cái mộc của mình, cho nên là ngoài cái việc mà tốt đẹp như là nó cái thuộc tính của nó còn sẽ tốt hơn nữa cho cái người có sao Mộc Đức này. Ngon ha. Hạn á thì hạn của năm á là một cái tiểu hạn, đó là hạn tam kheo, một trong những cái hạn gọi là nhẹ nhất của các hạn của năm. Người gặp hạn tam kheo á thì chỉ đề phòng xê xát tay chân, tai nạn bất ngờ, những cái gì đó liên quan tới tứ chi, không có quá nặng nề mà phạm thân. Đây là một cái nghe là thấy hấp dẫn, như vậy là mình sẽ hạn chế cái việc mà mình tai nạn ha. Tam tai trong đó có tai nạn là tai ương và tai tiếng, thì tai nạn là coi như mình có cái hạn này thì tai nạn của mình nó sẽ nhẹ nhàng thôi, mình sẽ coi như vượt lượt bớt bớt cái sự mà đỡ đần cái sự gái đi, coi như mà chỉ do là mạng của mình là mạng mộc khắc năm, cho nên là để ý cái chuyện bệnh tật ha. Rồi, vận niên là một vận niên rất là tốt đẹp, đó là vận niên thử quy điền, tức là chuột về độc. Chuột gặp ruộng, có thể nói là chuột gặp ruộng lúa, tiền tài không phải mất công suy tính cũng tự có được, hay thường được gặp may mắn bất ngờ gia tăng cái tiền tài. Đó, người ta nói như vậy. Có một số sách nói rằng là em có coi á, thì và em có tổng hợp lại á, thì người ta nói rằng là người mà quý sửu năm canh tí rất dễ có cái tiền tài bất ngờ, trúng số trúng thưởng nha. Người ta nói vậy đó, trong năm thanh tai nhưng mà lại được trúng số trúng thưởng không, chứ nếu mà là em thì em không mong thôi. Thường á, thì tiền của bất ngờ nó đến thì nó sẽ kéo sau cái hung họa, mà thôi thì ăn ít no dai, ăn một lần nó phát ách, cho nên là nếu là các chị thì em cũng không mong cầu. Với lại em là không tin vào cái vận đồ đen, dù là mình tốt cho mấy đi nữa thì mình sẽ có tốt trong một khoảng thời gian nào thôi, rồi cái đầu mình phải quay xuống, tại vì mình có lúc lên lúc xuống mà, mình đâu có lời, lúc xuống thì nóng tính, ăn thì không dám ăn, có nhiều hả, nhập vô cờ bạc đỏ đen là mất hết. Cho nên là dù rằng đây là một năm rất tốt đẹp về nhiều mặt, nhưng em cũng không khuyên các chị dính vào đỏ đen, đừng có mà cứ hẹn tốt đẹp là cái nhắm vô đỏ đen. Đỏ đen chả ai làm giàu được đâu, đó là nguyên tắc. Mà quý sửu thì thường không có thích đỏ đen, đó là cái điều rất là hay. Rồi, thiên can á thì chữ quý gặp chữ canh, đó là tương xung, không được ok lắm. Chữ quý là nạp âm ngũ hành thủy, chữ canh thì là nạp âm ngũ hành kim. Như vậy là về mặt nạp âm ngũ hành của thiên can là tương hợp, ok tốt, công việc có thể sinh tài lộc, không có việc gì quá lớn. Địa chi Sửu gặp Tý, đây là cặp địa chi nhị hợp lục hợp, đem đệ nhiều may mắn tốt đẹp
ở trong cái gia đạo tình cảm và các mối quan hệ. Như vậy thì quá là ok ở trong cái tử vi của cái người mà quý sửu xét về bề mặt ở ngoài của cái tử vi năm canh tí. Có sao hạn vận niên đều là tốt đẹp, chỉ có cái bổn mạng và một chút của thiên can bị tương xung thì phải để ý một chút xíu thôi. Tính ra nếu như mà xét về mặt bề ngoài thì rõ ràng đây là một cái năm có tử vi khá tốt đẹp, tuy nhiên nó vẫn đang nằm ở trong giai đoạn tam tài vậy thôi ha. Rồi đó là cái bên ngoài. Bây giờ mình sẽ xác trong các cái cọ cung tiểu vận và cung tiểu hạn nó sẽ có ra sao. Cọ cung tiểu vận có các sao nè: Đào Hoa, Phúc Đức, Thiên Hỷ, Dưỡng. Tọa cung tiểu vận thì toàn là phúc tinh, đặc biệt là Đào Hoa đi với Phúc Đức là có thêm bạn mới, có Thiên Hỷ là có niềm vui. Nếu như mà đây là cung mệnh của các chị mà các chị nào đang là người độc thân thì đây là một năm rất dễ có cái niềm vui về tình cảm lứa đôi. Dưỡng phát sinh tình cảm ở trong cái năm này là tốt đẹp, không có vấn đề gì. Đây là cái tọa cung tiểu vận tốt nhất mà trong từ đầu em làm tam tài, từ đầu năm canh tí đến giờ em làm mười mấy cái tuổi rồi thì đây là có thể nói là tọa cung tiểu vận tốt nhất. Cung tiểu hạn thì có các sao hay cái còn gọi là cung xung chiếu đó, thì Tấu Thư nè, Thiếu Âm, Hồng Loan, Suy. Tấu Thư, Thiếu Âm, Hồng Loan, nếu như mà các vị có cái mong chờ về mặt giấy tờ hoặc là một cái gì đó về mặt giấy tờ ở trong cái năm này, ở trong cái năm Kỷ Hợi gặp trục trặc rút trặc thì qua năm canh tí này có thể là sẽ có được cái tin vui. Đặc biệt là các chị nào mà có cái làm giấy tờ mà có liên quan đến hôn nhân, chia ly hoặc là thí dụ như ly dị hoặc là làm kết hôn gì đó thì nó cũng sẽ có tiến bộ rất là tốt đẹp ở trong cái cung tiểu hạn như vậy. Tấu Thư đi trước Thiếu Âm là đem đến niềm vui, chứ mà Tấu Thư mà đi trước Đà La hay là Tấu Thư mà đi trước Bạch Hổ thì coi chừng đáo tụng địch ha. Coi chừng bị kiện bị thương. Tuy là cái năm Kỷ Hợi 2019 có đầy thất bại nhưng mà em nghĩ rằng cũng không đến nỗi là kiện thừa ở trong cái năm này. Đó. Cung nhị hợp thì có các sao như là Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Trì, Đế Vượng, Tiến Quân, Quan Phù, Lưu Hà, Đau Cha, Lưu Hà, Thiên La, Tuần. Rất là hay. Với Quốc Ấn, Hoa Cái thì có thể là cung nhị hợp này có thể là các chị sẽ có được thêm nhà thêm người, chắc là có dâu có rể gì đây ha. Long Trì, Đế Vượng, Tiến Quân, đây là bộ sao dành cho những cái người mà làm trong môi trường quan vận sẽ rất là hanh thông, dễ thăng quan tiến chức dù đây là năm tam tài, tăng lương tăng thưởng. Tuy nhiên có Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La, đây là một nhóm sao phá tinh, Lưu Hà, Thiên La, Tuần. Các chị mà làm cái gì đó liên quan tới sông nước thì không được tốt đẹp cho lắm. Tuy nhiên có Tuần đi ở cuối án nữ sẽ phần nào khắc chế bớt cái sự hung họa của những người làm ở dưới nước, tuy gặp khó khăn ha. Lưu Hà đi trước Thiên La thì khó khăn do trời đưa ra chứ không phải là do mình dở đâu, cái này có do vận thế thì cũng sẽ phần nào cái tác hại của nó không quá lớn, nó vừa thôi. Tức là rõ ràng ở đây trong cung nhị hợp là nhiều cái phúc tinh hơn là phá và bại tinh. Phá và bại tinh thì lại bị ông Tuần ông án nữ. Đây rõ ràng là các chị có phúc có phước thì sẽ được những cái điều tốt đẹp như thế này. Cung tam hợp thì có các sao như Nguyệt Đức, Lâm Thao, Thiếu Dương, Đường Phù, Hỷ Thần, Thiên Không. Ôi, đây là bộ sao
chủ về tin vui ở trong nhà. Tuy nhiên chủ về tiền bạc thì không có tốt đẹp, vì cung nhị hợp có tiểu hao tử phù kiếp sát phá tái, lại bị ông Tuần án ở phía trước, án lại cái tiểu hao và tử phù kiếp sát phá tái. Như vậy thì sẽ có thể nói những cái bộ sao này, những cái phá này thì có thể hiểu như là phá tói, tức là cái người đối tác làm ăn hoặc là người thân không có quá thân thuộc với mình tạo ra cái điều buồn phiền phá tói cái công việc của mình. Kiếp sát là ngày xưa đó, thì cái phúc tinh hoặc là cái hung tinh này là được nghiễm giống như là sẽ có họa sát thân, họ hại mình. Tử phù là con của cha, có thể là các chị có sự buồn phiền từ con cái. Tuy nhiên bị tuần án ngự, cho nên là cái sự phá toái này nó không quá lớn lao. Tuy là dĩ nhiên là có sẽ xảy ra buồn phiền chút chắc, tuy nhiên là không đến nỗi làm các chị quá hụt hẫng, quá xấu như những gì mà đã diễn ra ở trong năm Kỷ Hợi. Tùm lum chuyện hết cả công việc làm ăn cho tới con cái. Có thiếu dương đường phù hỷ thần thiên không, đây là cái bộ sao rất tốt đẹp cho cái việc mà ở trong nhà có hỷ sự, có thêm dâu thêm cháu. Như vậy là cung nhị hợp và cung tam hợp đều có cái tín hiệu rằng là mình sẽ có gia đình, sẽ có thêm người. Rồi tuy nhiên là có tử phù và kiếp sát phá toái thì nên cẩn thận những người thân, làm việc những cẩn thận người thân, đặc biệt là con còn nhỏ, sẽ gây đến phiền toái buồn phiền. Năm nay là một năm nên tránh những vật sắc nhọn, tránh những cái chỗ quá nguy hiểm về nước, như vì nhà nơi đã nói ha, bị mạng khắc năm rồi là có cả những cái không tốt đẹp về xây sát tay chân của hạn năm. Như vậy thì cơ bản là cái năm Canh Tý 2020 đối với người mà quý sửu nữ mạng là một năm có thể nói là có nhiều cái phúc tinh, có nhiều cái tín hiệu xét về mặt tử vi là tốt đẹp chứ không có xấu như là cái năm Kỷ Hợi 2019. Tuy rằng là mình vẫn đang ở trong năm tam tai, chưa phải năm tam tai năm nặng nhất, nhưng mà có những cái tín hiệu tích cực như vậy thì hy vọng nó sẽ có với pha một đức nè, vận niên nè, cung tọa cung tiểu vận có quá nhiều phúc tinh, cung tam hợp cung nhị hợp cũng quá nhiều phúc tinh, thì phải phần nào đẩy lùi bớt cái sự khó khăn, cái sự nhiều cái việc không tốt đẹp của những năm tam tai đem lại. Rồi đó là cái tử vi của năm Canh Tý nó thể hiện như vậy. Thì bây giờ mình sẽ xét xem coi là vận hạn của cái năm Canh Tý nó sẽ ra sao, mà vận hạn 6 tháng đầu năm chứ không phải vận hạn cả năm nha, em chỉ làm 6 tháng trước thôi, bởi vì là cả năm nó dài quá, coi cái video nó buồn ngủ. Rồi tháng đầu tiên của năm Canh Tý, tức là tháng Giêng đó, là tháng Mậu Dần, một tháng thổ. Như vậy mệnh, xét về trụ mệnh thì là mộc tiếp tục khắc thổ, mộc khắc thổ của năm rồi, bây giờ mộc khắc thổ của tháng nữa, cho nên bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe xấu, cẩn trọng những cái tai nạn phạm thân, tai nạn của mình gây ra chạy xước. Nhưng mà tai nạn này, phạm thân này nó không quá nặng nề, không có thể nói là tai nạn của cái việc bổn mạng của mình bị suy yếu thôi, chưa đến nỗi là nguy nan mất mạng. Thiên can thì tốt đẹp, vì sao? Vì chữ Mậu nó hợp chữ Quý, thiên can thuộc ngũ hợp, công việc tài lộc dễ hanh thông. Trải qua cái năm Kỷ Hợi là vừa qua năm mới là thấy có tín hiệu vui về công việc, về tài lộc rồi đó ha. Địa chi thì Dần, Sửu, từ chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau. Như vậy gia đạo tình cảm sẽ không có vấn đề gì to lớn, tốt đẹp.
khởi đầu của cái năm Canh Tý bằng một tháng chỉ chủ yếu về phần bổ mạng sức khỏe. Mà bổ mạng sức khỏe thì mình chỉ cần chủ yếu chú ý tự tự thân mình là được, chứ còn không đến nỗi như là công việc là nó lệ thuộc nhiều thứ ở bên ngoài khác tác động vô. Rồi tiếp đến đó là tháng 2 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, năm Canh Tý 2020. Tháng 2 là tháng Kỷ Mão, tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy bổn mạng cũng sẽ giống như tháng Giêng, với thổ mộc khắc thổ, bổn mạng sức khỏe không được tốt, đề phòng những cái tai nạn nhỏ phạm thân, không có đến nỗi mà chết người, nhưng mà xây xác tay chân hay là gì đó. Người quý sửu nhớ cẩn thận. Thiên can thì không tốt đẹp như tháng Giêng, với chữ Kỷ của Kỷ Mão sẽ khắc chữ Quý của quý sửu. Thiên can bị tháng tư khắc, công việc dễ gặp bế tắc, không tốt đẹp. Cẩn thận cái chuyện là hao tài. Tháng Giêng tốt đó, nhưng mà tháng 2 thì không có em đẹp như vậy đâu. Địa chi thì sửu mão tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau, cũng giống như tháng Giêng, gia đạo tình cảm không vấn đề. Như vậy thì tháng 2 có vẻ là không tốt đẹp hơn tháng Giêng, vì ngoài cái việc bổn mạng khắc tháng ra thì còn cái thiên can bị tư khắc, cẩn thận hao tài. Tháng Giêng thì có tài nhưng mà tháng 2 thì coi chừng ha. Đó là những gì mà vận hạn của hai tháng đầu năm. Tiếp tục đó là tháng 3, tháng Canh Thìn. Tháng 3 là tháng Canh Thìn, mà Canh Thìn thì thuộc kim. Tháng Canh năm Canh. Coi thử coi mình sẽ nó như thế nào. Thiên can á, Canh năm Canh. Rồi. Tháng thì tháng kim. Như vậy xét về bổn mạng là mộc bị kim khắc mộc, người ta gọi là tháng khắc bổn mạng, sức khỏe xấu, cẩn trọng, đề phòng những cái bệnh nạn. Phúc tinh, tài tinh sẽ bị mất đi tác dụng, vì cái tháng nó bị bổn mạng tương khắc như vậy, phúc tinh và tài tinh nó sẽ yếu đi, không tốt đẹp cho lắm. Năm Canh Tý đối với người quý sửu thì có rất là nhiều phúc tinh và tài tinh, thậm chí là có tới gần 85% là phúc tinh và tài tinh ở trong cái thương cương mệnh của mình. Tuy nhiên là cái tháng nó tương khắc như vậy thì phúc tinh tài tinh nó không phát huy hết tác dụng của mình. Thiên can thì chữ Canh, chữ Quý không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của Canh là kim, Quý là thủy. Như vậy thì nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh. Tháng Canh, năm Canh, mình Quý là tương sinh cả nhiều mặt, cho nên là có thể nó có sinh tài lộc. Công việc có sinh tài lộc, có những cái sự tín hiệu vui trong cái công việc. Địa chi Thìn Sửu, Thìn Tuất Sửu, Thìn Tuất Sửu Mùi nằm trong tứ hành xung. Gia đạo tình cảm thì sẽ có nhiều điều không tốt đẹp, đặc biệt để ý những người xung quanh, coi chừng người ta nói xấu, thị phi với mình. Như vậy thì tháng 3 có vẻ là lại là một tháng cũng không quá tốt đẹp, vì bổn mạng bị tương khắc, bị tháng tương khắc. Rồi là địa chi thì nằm trong tứ hành xung, mà tứ hành xung thì nó nằm xa xa nhau như vậy thì nó cũng không quá lớn có xung khắc, hay là có những cái điều buồn phiền trong tình cảm gia đạo thì cũng không quá lớn, không gây thiệt hại nhiều. Tuy nhiên là vốn dĩ này, thà không có chứ có nó cũng gây buồn phiền mà, đúng không? Rồi. Tiếp tục là tháng 4 âm lịch của năm Canh Tý 2020. Tháng 4 âm lịch là tháng Tân Tỵ. Tháng Tân Tỵ thì thuộc kim, tiếp tục giống như tháng 3 với kim khắc mộc, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng sức khỏe không được tốt. Cẩn thận đề phòng bệnh nạn. Rồi cũng giống như tháng 3, phúc tinh và tài tinh sẽ mất đi tác dụng nhiều. Thiên can Tân Quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên nói công việc cũng tiếp tục không có vấn đề. Nạp âm ngũ hành của Tân Canh thì đều là kim, Quý là thủy, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành cũng sẽ giống y như tháng 3, với kim sinh thủy và nạp âm ngũ hành, tốt cho công việc, có thể sinh tài lộc nhưng không quá lớn. Địa chi thì khác với tháng 3, địa chi khá tốt đẹp, với tỵ, tháng tỵ gặp sửu là thuộc nhóm tam hợp tỵ dậu sửu,
là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm mà nó còn tương sinh tổn cho cái công việc tài lộc, đặc biệt là các mối quan hệ trong xã hội, các mối quan hệ trong làm ăn sẽ tốt đẹp. Ok ha, rồi ngon lành. Như vậy thì qua 4 tháng thì cũng có tháng chồi tháng sụt, chứ không phải tháng nào cũng tốt đẹp hết. Tiếp tục là tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý. Tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ, mà tháng Nhâm Ngọ là một tháng mộc. Như vậy mà mộc gặp tháng mộc là đồng hàng, bổ mạng sức khỏe đã bắt đầu ok hơn, tốt đẹp. Thiên can Nhâm Quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Cả Nhâm và Quý thì đều thuộc hành thủy, cho nên công việc cũng sẽ giống như hai tháng tháng 3 và tháng 4, tiếp tục ngon lành, ổn định, thậm chí là có tài lộc còn nhiều hơn. Tuy là nó không có tương sinh gì hết, nhưng mà do hai tháng được tương sinh rồi, một tháng tốt đẹp như thế này thì có thể nói rằng là dễ sinh tài lộc. Mà để ý kỹ đi, người Quý Sửu thì thường có cái tài lộc nhỏ nhỏ, thường vào tập trung vào những cái tháng ở mùa hè. Tháng 5 này bắt đầu là tháng hè rồi. Rồi, tiếp tục là tháng 6 âm lịch của năm Canh Tý, mà tháng 6 âm lịch là tháng Quý Mùi. Tháng Quý Mùi cũng là một tháng mộc, như vậy y chang tháng 5, mộc đồng hàng, bổ mạng sức khỏe không vấn đề, tốt đẹp. Ok, ngon, nghe thấy tín hiệu là thấy vui rồi ha. Thiên can thì Quý Mùi và Quý Sửu gọi là thiên can đồng hàng thủy, công việc tài lộc không gặp những cái việc không tốt, khó khăn, không gặp nha, chứ không phải là gặp những việc không tốt, khó khăn, dễ sinh tài lộc. Ngon à, 4 tháng mà không có vấn đề gì hết ở trong công việc thì tới tháng thứ tư thì chắc là phải có tài lộc êm rồi ha. Địa chi Sửu Mùi, hình tuất Sửu Mùi. Sửu Mùi là thuộc nhóm lục xung, gia đạo tình cảm không tốt đẹp cho lắm, có thể nói đây là địa chi xấu nhất ở trong cái cặp địa chi xấu xấu nhất. Tại sao? Vì nó ngoài cái chuyện không tốt gì gia đạo tình cảm dễ gây xào xáo, nó còn ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong công việc xã hội. Đặc biệt tháng này phải để ý thị phi, để ý những cái người mà mình đã nói ở trên ha, là phải để ý thị phi, những người mà đồng nghiệp làm chung với mình. Tuy rằng nó có tuần án ngữ ở các cái sao cái cung nhị hợp, tuy nhiên là chắc chắn là phải có, tốt nhất là mình phòng bệnh hơn phải là chữa bệnh, đúng không các chị? Rồi, rõ ràng là với cái vận hạn 6 tháng đầu năm có khá nhiều cái mặt tích cực về công việc, tuy nhiên là sức khỏe cũng như là gia đạo có một vài tháng nó không được tốt đẹp. Các chị cần chú ý một chút xíu. Hãy nên nhớ rằng dù có tốt đẹp hay không tốt đẹp, có nhiều cái sao hạn đi nữa thì cũng đừng quá tự tin mà bung lớn công việc của mình ở trong năm nay. Vì dù sao đi nữa đây vẫn là năm tam tai năm này, quên, tam tai của mình. Mình nhờ được lục hợp của địa chi thì và có sao mạng tốt thì nó cũng giống như là mình đi vào một cái chỗ biển lửa mà mình có trang bị áo giáp, gươm đao để mình chống trả, chứ không phải là mình đang đi ở một cái đồng cỏ xanh mướt mát, thoải mái, ngắm nhìn, dương cung bán gì cũng được. Ở đây là mình đang đi vào một cái địa thế hung hiểm, nhưng may mắn là mình có áo giáp, mình có đầy đủ cái sự tốt lành là mình để mà chống lại cái năm không tốt thôi. Em lực chia sẻ với mọi người như vậy. Rồi, đó là những cái gì mà em có thể tổng hợp, thống kê và chia sẻ với mọi người về cái tử vi năm Canh Tý 2020 cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm của cái năm Canh Tý. Hy vọng rằng đây là những thông tin hữu ích sẽ giúp được các chị tuổi Quý Sửu tự tin mà xông pha vào những cái năm vượt qua những cái năm tam tai giữa này một cách nhẹ nhàng, có sự thành công, có tiền tài, đỡ phải than vãn như cái năm Kỷ Hợi 2019. Mọi người nếu xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Quý Sửu khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như Phong Thủy và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới
để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo. Bye bye.